Thưa quý vị khán giả, hiện Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Tuy nhiên thực tế ngoài trời hoặc những nơi không có bóng mát thì nhiệt độ có thể tăng từ 4 đến 5 độ. Vị trí tôi đang đứng đây, công trường dự án thi công cầu Vĩnh Tuy 2. Uống nước mát, chùm khăn kín mít là những gì mà các công nhân này có thể làm để làm dịu đi cái nóng gay gắt trên công trường thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm và trên công trường thì cái nắng còn khủng khiếp hơn khi không có bóng mát. Hơi nóng bốc lên từ lớp nhựa đường vừa mới thảm, hơi nóng từ máy móc, dòng xe cộ bên cạnh, cộng thêm cái nắng gắt của mặt trời đã ảnh hưởng rất nhiều đến các công nhân đang làm việc trên công trường. Thực ra nhiệt độ thảm khi đã ra thảm đây nó từ tầm khoảng 150 độ C rồi, cộng chưa cộng với lại cái nắng nóng của ngoài trường. Thực ra nó quá vất vả cho anh em công nhân. Bây giờ đang thi công hạng mục bê tông nhựa thì là anh em sẽ làm từ bắt đầu công tác chuẩn bị là từ 5 giờ sáng để đảm bảo do thời tiết nó nắng nóng. Và buổi trưa thì nghỉ quá hơn so với những ngày thường, như so với thời gian thường một chút. Và buổi chiều làm muộn hơn một chút và làm đến như giai đoạn này thì khoảng 6 rưỡi là trời tối thì làm đến 6 rưỡi là nghỉ. Để thích ứng với tình hình thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo tiến độ công việc, Ban chỉ huy công trình đã luôn phải động viên anh chị em công nhân cố gắng vượt qua, đồng thời chia các ca làm việc phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, đảm bảo an toàn thi công cũng như chất lượng kỹ thuật. Theo ông Đỗ Đức Long, Phó Tư vấn Giám sát gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự kiến hết tuần này sẽ thảm nhựa xong phần gói thầu số 2 của dự án. Thì cái giai đoạn này khi đã lưu sơ bộ rồi thì cái chủ yếu là chúng ta thực hiện bằng máy móc, còn về công nhân thì cũng thể là chỉ bù phụ một số những cái chi tiết mà nó về mặt kỹ thuật nó chưa đảm bảo. Nhà thầu ở đây là cũng rất là cố gắng nỗ lực để cố gắng làm sao mà hoàn thành được cái tiến độ của chủ đầu tư giao cho. Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Dự án hoàn thành sẽ tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao của trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông thủ đô. Dự kiến cầu Vĩnh Tuy 2 có thể tiến hành hợp long các nhịp chính trước tháng 6 năm 2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để kịp hoàn thành và phục vụ thông xe vào ngày 2 tháng 9 năm 2023, thiết thực chào mừng 78 năm ngày Quốc Khánh.